anh là hình mẫu của những gã xung quanh em, nên mình sẽ không thể tránh những ánh mắt khi ganh ghét. Họ xem anh là người xấu từ cô gái chứ anh quen, mặc dù họ chưa bao giờ sống được ngày nào cho anh hết. Anh muốn bữa cơm nấu tại ngang bếp, không phải cơm hộp đóng thì căng tin. Nhìn em tìm đằng sau tập dài khăn xếp, nhẹ đôi phi và đèn đom đóm nhìn ấm chăn em. Vì ai cũng từng là con nít muốn được nhanh lớn, trong mắt người lớn tuổi thì mình là răng con. Đến cái tuổi mà muốn có người tình ca cho anh đón, là lúc em thấy con đường về nhà em chạy muốn nhanh hơn. Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em, dù nơi chúng ta là ngày với đêm. Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu em. Trái đất nhìn về mặt trời, trái tim em cũng như mọi vì tình tu. Cứ thế xoay mãi theo vũ trụ, đuổi theo ánh sáng của mặt trời mà cứ xa vời suốt đời. Chắc chắn